Đây là trên 30 chân 3 phần độ 6 à. Trên 3 phần rưỡi á, độ 30. Rồi rồi chú. Này 5,2 kg à. Này động thôi, động rồi. Ừ. Này chịu 5,2 kg, chịu rưỡi 50 nha. Ship tôi sẽ cỡ 1,6 kg á. Này cây này động 7 mét á. Tại vì cây động thân thang nè. Cái nào? Cây em ở An Giang đó. An Giang ủa thử rồi. À dạ. Rồi cây này rung 7 mét á, cây này tại vì đi chị vừa chị á. Chị 3 nha. Ừ chị 3. À chị 3 đó. Chị này xuống nước chậm mà điều nó rộng á. Ừ. Cây muốn đo chiều dài mới. Đó chiều dài cái chứ. Ừ. Rồi chiều dài 4 mét. Luôn tôi hết là 4 mét á. Rồi ok cho anh ngoài Hà Tĩnh. 5,2 kg nha. Là ở trên 3 phân rưỡi nha, cước 30 còn dưới là chân dù 3 phân độ 6 á. Cây này nếu mà cá 60 kg là ok hết. Nó xuống túi nha, còn ở trên thì nói chung là nhử cho xuống túi tại trên cước 30. Cây này ship luôn tầm 1,6 kg, 10 ngày 6 20 gì đó. Trời đẹp ha. Cả 8, 9, 5, 7, à, rồi ok. Rồi cái chào các bạn đến kênh Minh Tài TV nha. Thì đây là chú vừa làm xong cái chài 6,8 kg. Cái cây này trên cước 30 chân 40 á. Chài bung tới chớp nha. 6,8 kg ship tôi tầm 2,1 triệu mấy chục ngàn thôi mà 10 ngàn 10 mấy ngàn thôi mà bạn chài rộng 8,5 kg nha. Chài này rất là rộng nha. Rồi rồi ok chú, là bung tới chớp luôn nha, thẳng chớp á. Cái chài này các bạn chài xong rồi vô địch luôn á. Là chài này. Đo đo chú thì ấy đi, đo cuốn cuốn lại đi, cuốn cuốn gọn chài đi đi mình đo xong. Nghe luôn, đo luôn. Đây đây nè, đây đây chú cầm đây con cầm bên nó rồi, con đo bên nó được rồi. Nói chung cái chài này ship luôn các bạn tầm 2,1 triệu mấy chục ngàn thôi à, 10 ngàn 20 ngàn gì đó. Nè, mà cái chài 5 mét nha. Luôn túi là 5 mét á. Ha, các bạn thấy cái chài quá đẹp ha. À, trên cước 30 chân 40. Cái chân là 40 nữa rất là đẹp. Còn nếu mà đi 40 hết thì nó dạng nó cứng lưới lắm nha, chài không có ngon đâu. Nó không nổi ra nhiều. À. Còn cước 30 nó nổi ra lưới thôi. Ừ. Khi lưới nó mềm. Là lưới này là cước dưới là cước 40 á, cước là chịu tải cá cũng lớn lắm á. Cá cha cả khoảng 40 kg rồi ok. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tài Vi để theo dõi các video tiếp theo các bạn. Thì nói chung cái chài đó là dạng cước nha, trên cước dưới 30 chân 40 á. Rồi, chào các bạn đến kênh Minh Tài TV nha. Thì hôm nay là chú rải cái cây chài 6 phân trên cước 40 dưới chân cào độ chính á. 5,7 kg nha. Cây này 5,7 kg. Tầm ship luôn chứ tầm rồi rồi chú, 1,8 triệu á. Cái triệu ở 1,8 triệu á, ship luôn gần. Rộng thênh thang luôn á. Bảy mét mấy á, tầm 7,2 kg á, 7,2 kg, 7,2 kg, 7,3 kg. Rồi rồi quên, 7,2 kg á. Nói chung là tầm 7 mét mấy á. Này có 5,7 kg thôi. 6 phần nha. Dài luôn túi hết là 4,8 kg nha. Luôn túi hết là 4,8 kg á. Luôn túi á. Cái này ship luôn chứ không tới 1,8 triệu đâu, 1,7 triệu mấy á. Chân ở trên thì
ở dưới là chân cào độ chín á. Rồi 5,7 kg xếp luôn coi tầm 1,7 triệu mấy chục á, sắp sắp 1,8 triệu, chưa tới 1,8 triệu đâu, tại tiền ship cũng được 50-60 ngàn gì. Chài là 1,70 triệu. Cái này 5 kg. Trên trước dưới dù nha. Tầm 5 mét á. Dù này chạy đá thì mệt lắm. Đấy chứ tầm 5 mét. 5 mét 2 á. Ừ. Rồi chứ. Cái trên cước 3 phân trên dù nha. 1,5 triệu. Dài hết rồi, 3 mét chứ. Làm chạy dài dài đi. Nói cái chạy non mới dài. Bữa đó mà ông điện nữa, ông hỏi nữa chắc nói thôi tôi gửi thì cho anh thay nghỉ đi. Rồi chào các bạn đến kênh Minh Tài TV nha. Thì cái chạy này 5,5 kg à. Đây dài nghe, dài quá dài nghe. 5 mét á. Là nhắc lỡ quá. Nó chen không? Sợ lỡ quá. 5 mét á. Đẹp mà. Đẹp thay mà đủ màu cho sao. Bây giờ hàng thay thành nó đủ màu hết trơn á, giúp thịt nó cỡ thay. Cái này trời cá chẹm ok luôn nha, mấy anh nào trời cá chẹm là khỏi nói luôn đó. Rồi 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 chú. Lỡ xíu rồi. Lỡ đầu xíu rồi. Đâu đây. Không thấy cái chốt ra cái này. Rồi ấy ra đó ra. Nó giờ tầm 7,2 m nha. Tầm 7,2 m á. Cái gần 6 kg á. Nói chung là gần 6 kg nha. 6 kg. À, chân cào thái nha, xịn luôn á nè. Chị Nhì á. Chị Ba rộng lắm. Mà đi chị đây, đi chị Ba không được. Phơi lưới lắm. Ở trên cước 40. Dài gần 5 mét á. Rồi chào các bạn đến kênh Minh Tài TV nha. Thì hôm nay là cái chài này là ở trên cước 35 nha, 35-40 á. 35 phân, còn chân thì chân dù độ 6-4 phân. Đó là lai á. Lai á, lai á, 6 kg. 6 nha, dưới này độ 6. Dưới chân độ 6 á, túi thì sâu nha, túi 4,5 tấc á, dù 4,5 tấc là thấy cái thòng cỡ tốt đó. Rồi chú, rồi chú. Rồi rồi chú. Rồi rồi. Rồi 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 đi, nhẹ mà chạy 6 kg à. Rồi rộng thân thang luôn. Anh đi đâu? Hết năm luôn á. Làm lấy cơm. Chạy đẹp cực kỳ luôn nha. 7 mét mấy á, 7 mét 4. Thôi để rồi cuốn cho đo chiều dài luôn cho nó chung một cây luôn. Rồi cuốn cho đi quên.
7,4 7,5 đó nha, nói chung là gần tầm 7,5 á, bung tới chớp. Rồi, dài luôn, cuốn cho lên cho nó gọn chài. Sáu ký nha, cây chài này 1,8 triệu nha, tiếp nó chắc 1,8 triệu mấy gì đó, 4,3 4,4 á. Chài đẹp á, quá đẹp, chuyên dù nha. Cứ 35 là nó sắp xỉ cứ 40 rồi đó. Dây tiền bơm đó nha. Còn ở dưới chân này cứ 35 là cứ lớn rồi nha, trên là 5 phân nha, chân là 4 phân á. Nè cứ 35 là cứ lớn rồi nè. Rồi. Rồi cuốn lại đi Quy. Cái này quá đẹp. Bung 7 mét mấy á. 7,5 á. Ê bê như vậy nè. Rồi cây này trên cước 30 3 phân chân cào 4 phân nha. Thấy cây trên cào 3 phân luôn nha. 4,5 kg. Rồi chớp tí xíu. Cây này 4 mét mấy nha, 4,8 m ạ. Này 4,5 kg. Chài này gọn hơn nha. Dài 3 mét mấy mà hết luôn, cả 3,4 m á. Rồi, cái chài này 4,5 kg. Giá 1,350 triệu nha. Chân cào là siêu bền luôn. Bao bền. Trên cước 30.